tục 3 vụ sạt lở đất Quảng Nam làm 64 người thương vong mất tích. Đại ca giang hồ khét tiếng ở Bình Dương, Sài Gòn lái xe tông chết 2 người rồi kêu đàn em ra nhận tội thay. Trường hợp sinh non có tuổi thai và cân nặng nhỏ nhất trong cả nước và là trường hợp đầu tiên tại Long An đã được cứu sống. Sự thật gì đằng sau những tấm hình tự sướng đẹp? Mời quý vị cùng tìm hiểu với chuyên mục Điều gì đang xảy ra ở phần cuối bản tin hôm nay. Ngoài những thông tin nóng vừa rồi, Bích Hồng và Mai Anh sẽ đồng hành và chuyển tải đến quý vị những thông tin nóng nhất, mới nhất, diễn tiến trong 24 giờ qua. Còn bây giờ, mời quý vị cùng đến với thông tin nóng đầu tiên. Kính thưa quý vị, liên tục trên địa bàn tỉnh Quảng Nam vào chiều tối qua, sau khi cơn bão số 9 càn quét qua đây, thì đã xảy ra đến 3 vụ sạt lở đất rất nghiêm trọng. Hai vụ đầu tiên được thông tin nhanh vào tối qua là tại huyện Nam Trà My, vị trí xác định là thôn 1 xã Trà Len làm 45 người mất tích, 4 người thoát nạn, và thôn 1 xã Trà Vân làm 8 người thiệt mạng. Đến sáng nay, thêm một vị trí thứ 3 xảy ra sạt lở, được xác định là tại xã Phước Lộc, huyện Phước Sơn làm 11 người mất tích. Công cuộc tìm kiếm 64 nạn nhân diễn ra như chạy đua với thời gian, chỉ mong tìm chút hy vọng sống sót. Mời quý vị cùng đến với ghi nhận diễn biến chi tiết các sự việc ngay sau đây. Huyện Nam Trà My, một huyện miền núi nằm dưới chân dãy Ngọc Linh, nằm trên ngã ba ranh giới giữa tỉnh Quảng Nam với hai tỉnh Quảng Ngãi và Kon Tum. Dân số chủ yếu là người dân tộc Cà Dông, Xê Đăng, Mơ Nông, Co, người Kinh chỉ chiếm 2%. Một huyện miền núi còn nhiều khó khăn vậy mà chỉ sau một ngày cơn bão số 9 đi qua, tang thương đã bao trùm tại xã Trà Len và xã Trà Vân. Khoảng 14 giờ ngày 28 tháng 10, lúc đó trời đang mưa lớn, thì bất ngờ đất đá đổ sập xuống một xóm trong thôn 1, xã Trà Vân, chôn vùi nhiều người. 8 người của 3 hộ gia đình đã bị vùi lấp đã qua đời, trong đó có hộ 3 người, hộ 4 người và hộ 1 người. Sau khi sự việc xảy ra, người dân địa phương đã huy động nhau mang cuốc xẻng đến hiện trường đào bới, tìm kiếm được 7 nạn nhân. Còn em học sinh lớp 7 thì sáng nay mới được tìm thấy. Ngoài ra còn có khoảng từ 4 đến 5 người bị thương nặng như gãy chân, cây đạp vào đầu hoặc vào thân khiến người dân phải khiêng đi bằng võng, băng qua rừng để đưa đến bệnh viện chữa trị. Suốt đêm 28 tháng 10, hàng nghìn lính công binh và các cán bộ chiến sĩ đã nỗ lực mở đường để tiếp cận hiện trường vụ sạt lở vùi lấp 45 người ở Nam Trà My, Quảng Nam. 3 phương thức cứu nạn được xác định là đường bộ, đường không và đường thủy. Nhưng phương án đột phá là mở đường bộ đến hiện trường km 50, dự kiến sẽ tiếp cận hiện trường vào chiều tối ngày 29 tháng 10. Đến hơn 11 giờ, nhiều điểm sạt lở trên đường dẫn tới hiện trường vụ sạt lở đã được khắc phục. Sau khi khắc phục các điểm sạt lở, xe của lực lượng chức năng gấp rút đến hiện trường. 12 giờ 45 phút ngày 29 tháng 10, đã có hơn 10 thi thể nạn nhân được đưa ra, cùng 5 người khác bị thương rất nặng, gãy tay, gãy chân, đã được cứu ra ngoài thôn tìm cách đưa vào bệnh viện cấp cứu. Công tác tìm kiếm các nạn nhân còn lại vẫn diễn ra gấp rút. Còn tại huyện Phước Sơn, vào chiều ngày 28 tháng 10, một quả đồi đã bị sạt lở đổ xuống trùm lên ngôi làng tại thôn 3, xã Phước Lộc, vùi lấp nhiều nhà dân. Ngôi làng này có 32 hộ, 215 nhân khẩu. Nhiều người đã may mắn chạy thoát nên giữ được tính mạng. 11 người không may bị vùi lấp. Dù sạt lở xảy ra vào chiều qua nhưng tới 9 giờ sáng ngày 29 tháng 10, người dân trong thôn mới có thể cắt rừng ra trụ sở Ủy ban Nhân dân xã Phước Lộc trình báo sự việc. Tới 12 giờ trưa ngày 29 tháng 10, đã có 3 thi thể được tìm thấy. Vào chiều ngày 28 tháng 10, hai cán bộ xã Phước Lộc trong quá trình giúp dân sơ tán cũng bị sạt lở đất, rơi xuống suối mất tích. Thật quá xót xa khi nỗi đau chồng chất nỗi đau cho đồng bào miền Trung, thưa quý vị. Và hiện nay cụ thể là trong 6 giờ qua, từ 1 giờ đến 7 giờ ngày 29 tháng 10, khu vực Bắc Bộ, các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi đã có mưa, nhiều nơi mưa to đến rất to. Vì thế, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia vừa đưa ra cảnh báo mới nhất về nguy cơ lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ các tỉnh Bắc Bộ từ Thanh Hóa đến Bình Định và khu vực Tây Nguyên. Dự báo trong 6 giờ tới, lượng mưa tại các tỉnh Bắc Bộ từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế phổ biến từ 40 đến 80mm, có nơi trên 150mm. Các tỉnh từ Quảng Nam đến Quảng Ngãi và khu vực Tây Nguyên phổ biến từ 30 đến 60mm, có nơi trên 70mm. Nhiều tỉnh vùng núi phía Bắc từ 30 đến 60mm, có nơi trên 90mm. Cảnh báo nguy cơ cao xảy ra lũ quét sạt lở đất tại các tỉnh Bắc Bộ từ Thanh Hóa đến Bình Định và khu vực Tây Nguyên. Nguy cơ ngập lụt diện rộng vùng trũng thấp, các khu đô thị tại các tỉnh từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi, Kon Tum, Gia Lai, đặc biệt tại các địa phương Quảng Bình, Quảng Ninh, Bố Trạch, Quảng Trạch,
Tuyên Hóa, Minh Hóa, Lệ Thủy; Quảng Trị, Hướng Hóa, Vĩnh Linh, Gio Linh, Cam Lộ, Triệu Phong, Hải Lăng, thành phố Đông Hà, thị xã Quảng Trị; Thừa Thiên Huế, Phú Lộc, Phú Vang, Phong Điền; thành phố Đà Nẵng, Liên Chiểu, Thanh Khê; Quảng Nam, Đại Lộc, Điện Bàn, Duy Xuyên, thành phố Hội An; Quảng Ngãi, Sơn Tịnh, Tư Nghĩa, Nghĩa Hành, Trà Bồng, Bình Sơn, thành phố Quảng Ngãi. Kính thưa quý vị, cơn bão số 9 vừa quét qua các tỉnh, khu vực miền Trung để lại nỗi ám ảnh kinh hoàng đối với người dân. Dù đã chủ động phòng tránh bão, sức tàn phá của cơn bão thì không có ngôn từ nào có thể diễn tả được ngay lúc này. Theo ghi nhận của nhóm phóng viên chương trình, sau một cuộc di dân chạy bão, người dân ở các làng chài ven biển của huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi đã lần lượt trở về lại nhà. Và những gì còn sót lại ở hai làng chài không khác gì ngoài sự đổ nát. Nhà giờ chẳng còn là nhà. Cơn bão số 9 năm 2009, sóng biển đã cướp đi ngôi nhà của bà Thủy. Người dựng lại ngôi nhà mới chưa được bao lâu, thì cơn bão cũng mang tên bão số 9 lần này lại phá tan hoang ngôi nhà mới của bà. Bà Thủy gần như bất lực sau cuộc chạy bão trở về làng. Chà bão là đâu biểu là đi chà bão là cô có nguyện ở trên trời Phật là phù hộ cho cô về đi, có cái nhỏ cô chung vô thôi. Chứ cô không nghĩ là gì mà bây giờ nó như vậy. Thì thấy gì đau lắm, thấy gì mà còn cái gì bị trơn trọi thôi, sáng nay tới nhòi luôn thôi, còn đồ đấy trọi trọi còn thứ gì. Bão qua, nỗi lo về những ngày gây dựng tái thiết lại cuộc sống mới vẫn còn bí bách đối với người dân nơi đây. Sẽ còn rất lâu họ mới có thể gây dựng lại được cuộc sống, và lúc này hàng ngày hộ dân ở đây lại vẫn chưa thoát được nỗi lo khi sóng biển, sóng dữ, triều cường lại tiếp tục bổ vào làng. Bích Hồng ơi, không biết là Bích Hồng có biết là một em bé sơ sinh mới ra đời thì sẽ nặng bao nhiêu ký không ạ? Thường thì khoảng trên dưới 3 ký, còn bé nào mà nhẹ ký thì khoảng 1,5 ký đến 2 ký đó mà. Đúng rồi, đó chỉ là chỉ số cân nặng bình thường của trẻ sơ sinh Việt Nam. Thế nhưng mà không biết là quý vị cũng như là Bích Hồng có biết không ạ? Tại Viện Sản Nhi TWG Long An đã có một bé gái sinh non với cân nặng lúc sinh chỉ 700 g. Đây là một trong những trường hợp sinh non có tuổi thai và cân nặng nhỏ nhất trong cả nước, cũng như là trường hợp đầu tiên tại Long An. Sau thời gian chăm sóc tại Bệnh viện Nhi, đến nay thì bé đã được xuất viện trong thể trạng bình thường. Theo đó, ngày 31 tháng 8, chị BTTN sinh năm 2001, ngụ huyện Tân Thạnh, Long An, được chuyển đến bệnh viện với dấu hiệu chuyển dạ sinh non ở tuần thứ 26. Bé gái đã chào đời với cân nặng chỉ 700 g, chiều dài và chu vi vòng đầu lần lượt là 33 cm và 24 cm. Tình trạng cháu bé khi mới sinh hết sức nguy kịch, không khóc, không thở, cơ thể tím tái. Chính vì thế, cháu bé được chăm sóc đặc biệt, thực hiện phương pháp gia kỳ gia 24/24 giờ, cho ăn sữa mẹ kèm nuôi dưỡng qua đường tĩnh mạch và kháng sinh. Sau gần 60 ngày chăm sóc, đến nay cháu bé đã nặng hơn 1,5 kg, chiều dài 42,5 cm, vòng đầu 31,5 cm, có khả năng tự bú mẹ. Nếu tính theo tuổi thai, em đang ở tuần thứ 34, vẫn thiếu khoảng từ 4 đến 6 tuần để có thể tính là thai trưởng thành. Mặc dù vậy, các bệnh lý nguy cơ ở trẻ sinh non đều được kiểm soát tốt, thị giác, trí não, thể chất trẻ phát triển bình thường, khỏe mạnh, tinh thần bé ổn định, thường xuyên cười và rất nhạy khi nghe giọng nói người thân. Tuy nhiên, các bác sĩ cho biết quá trình chăm sóc ít nhất còn phải kéo dài đến khi bé được 15,5 tháng tuổi. Hiện bé gái đã được xuất viện, bé được gia đình đặt cho cái tên ở nhà là Bắp. Theo bác sĩ Lương Kim Chi, trưởng khối sơ sinh Bệnh viện Sản Nhi TWG Long An cho biết, sức sống của bé Bắp cực kỳ mãnh liệt. Một tuần sau sinh, bé tự hít thở khí trời. 2 tuần tiếp, con không cần bất kỳ can thiệp y tế nào, ăn sữa mẹ hoàn toàn. Bé sẽ được tái khám thường xuyên theo lịch. Trong bản tin hôm qua, chúng tôi có thông tin đến quý vị về vụ việc kinh hoàng. Người phụ nữ ngoài 50 tuổi tử vong với nhiều vết chém trên người trong một căn nhà bị bốc cháy tại đường Nguyễn Đình Chiểu, phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh. Đến chiều qua, cơ quan cảnh sát điều tra công an quận Phú Nhuận đã phối hợp với phòng PC02 công an thành phố Hồ Chí Minh bắt giữ nghi can Đỗ Xuân Quỳnh, sinh năm 1988, đối tượng tình nghi gây ra vụ án mạng này. Cụ thể, lúc 14 giờ 50 phút ngày 27 tháng 10, Công an quận Phú Nhuận nhận được tin báo tại nhà số 50-2D, đường Nguyễn Đình Chiểu, phường 3, đã xảy ra một vụ hỏa hoạn. Ngay lập tức, Ban chỉ huy Công an quận cắt cử lực lượng xuống hiện trường để giải quyết vụ việc. Sau khi đám cháy được dập tắt, lực lượng công an đã phát hiện bà Ngô Thị Nga, sinh năm 1954, sinh sống tại địa chỉ trên, đã tử vong tại lầu 2 căn nhà trên. Điều đáng nói là trên cổ của bà có một vết cắt, nhiều tài sản trong nhà bị mất.
Xác định đây không phải là một vụ tử vong do tai nạn mà có thể là một vụ giết người, nên công an quận Phú Nhuận đã lập tức phối hợp cùng với các đơn vị nghiệp vụ khám nghiệm hiện trường, lập hồ sơ điều tra. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, công an đã xác định nghi can gây án nên đã bắt giữ và đưa về trụ sở lấy lời khai. Được biết nạn nhân mới mua căn nhà trên và chuyển về sinh sống được khoảng 2 tháng. Thưa quý vị, anh Nguyễn Bé Út, 31 tuổi, đang sống tại khu nhà trọ phường Tăng Nhân Phú B, quận 9, thành phố Hồ Chí Minh. Hàng ngày anh vẫn mưu sinh bằng nghề tài xế xe ôm công nghệ để nuôi con nhỏ đang bị bệnh tim bẩm sinh. Cuộc sống tuy buồn bã chật vật, nhưng như những người cha khác hết lòng vì con cái, hàng ngày anh vẫn kiếm tiền bằng mồ hôi nước mắt của mình trên chiếc xe trả góp, vẫn còn nợ tiền ngân hàng. Cho đến khi cách đây 2 ngày anh chuẩn bị đi làm thì xe đã bị những tên đạo chích bất nhân cưỡng mất. Hiện anh chỉ biết khóc nghẹn và chờ đợi vào sự vào cuộc của lực lượng công an. Anh Nguyễn Bé Út kể hơn 5 giờ sáng ngày 27 tháng 10, như thường lệ anh dậy để chạy xe ôm thì xuất hiện 3 thanh niên đứng bên ngoài đường. Một lúc sau, ba người này vào bên trong và vờ kêu cửa hàng xóm. Thời điểm này, anh Út dựng xe máy biển kiểm soát 59T2-29631 trước cửa nhà, có khóa cổ để chuẩn bị đi làm. Đến 5 giờ 39 phút, một đối tượng tiếp cận xe máy rồi bẻ khóa, dắt xe tẩu thoát. Nạn nhân phát hiện nhưng đuổi theo không kịp. 5 giờ 30 thì tôi có dắt xe ra. Từ khóa cổ tôi để trước đây thì tôi vòng vô tôi đốt nhen hết thì tôi nghe nó kêu ở bên cửa này nè, nó kêu quà ơi quà, thì tôi cứ ra tôi coi thì tôi hỏi cái nó bỏ nó đi ra rồi một nó ngồi một bầy ngoài kia kìa, khoảng 3 người. Một lát nữa cái nó vòng vô, cái tôi mở cửa ra lần nữa, thì thấy nó cũng ngồi ngoài đó, cái tôi mới đốt nhen rồi xong xuôi rồi tôi mới vòng vô, tôi lấy cái áo khoác để tôi đi, thì tôi vòng ra tôi nghe cái e thì ngó ra mất chiếc xe. Ba thanh niên hình như tôi thấy rằng tướng nhỏ lắm, chắc cỡ chừng phải từ 18 tới 22 là cùng. Năm 2018, bé Nguyễn Quốc Khánh 2 tuổi, con trai của anh Nguyễn Bé Út ra đời. Trở trời thầy lúc sanh, bé Khánh chỉ nặng có 1kg 350g. 3 ngày sau thì bé khó thở và các bác sĩ phát hiện bị tim bẩm sinh. Đến hiện tại, bé Khánh dù đến nay đã 2 tuổi, nhưng Quốc Khánh chỉ nặng hơn 8kg, bị suy dinh dưỡng. Bé Khánh có uống sữa theo chỉ định của bác sĩ, nhưng hấp thụ cũng không được nhiều và vẫn chưa nói được nhiều và chưa biết đi. Quả là một hoàn cảnh rất đáng thương thưa quý vị. Hy vọng lực lượng chức năng sớm tìm ra thủ phạm để anh Út có phương tiện tiếp tục mưu sinh nuôi con và mong rằng các nhà hảo tâm sẽ rộng lòng giúp đỡ những người biết vươn lên trong nghịch cảnh như anh Út. Tiếp theo là vụ việc khá hy hữu mà chắc chắn khi nghe qua quý vị sẽ nghĩ là chỉ có trong phim ảnh. Đó là một đại ca giang hồ khét tiếng ở vùng giáp ranh Dĩ An, tỉnh Bình Dương và quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh với nhiều tiền án và vừa ra tù vào hồi tháng 9. Sau khi lái xe ô tô 7 chỗ tông chết 2 người đã nhanh chóng rời khỏi hiện trường rồi chỉ đạo cho đàn em đứng ra trình diện và nhận tội thay. Thế nhưng vải thưa không che được mắt thánh, sự thật cuối cùng cũng đã được lực lượng chức năng phát hiện và làm rõ thưa quý vị. Theo đó, chiều ngày 8 tháng 10, Nguyễn Trọng Mười, tên thường gọi là Mười Thu, 42 tuổi, quê Nghệ An, lái xe ô tô 7 chỗ trên đường Nguyễn Tri Phương, hướng ra cầu vượt Sóng Thần. Khi gần tới hẻm 376 thì tông vào 2 xe máy chạy cùng chiều phía trước. Hậu quả làm anh Trần Đại Tài, 18 tuổi, quê Đồng Nai, sinh viên năm nhất, và anh Trần Ngọc Anh, 30 tuổi, quê Nghệ An, chạy xe ôm chết tại chỗ. Đáng nói là sau tai nạn, Mười Thu nhanh chóng rời khỏi hiện trường, rồi chỉ đạo cho các đàn em là Đặng Quang Anh, 33 tuổi, quê Hà Tĩnh, đứng ra trình diện và nhận tội thay. Tuy nhiên, sau khi lấy lời khai và trích xuất camera nhà dân gần hiện trường, công an phát hiện người lái xe là Nguyễn Trọng Mười chứ không phải là Đặng Quang Anh. Sau khi mời lên làm việc và trước các bằng chứng, Mười Thu đã thừa nhận mình là người điều khiển chiếc xe ô tô gây tai nạn. Và hôm qua, cơ quan cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tiến hành bắt tạm giam đối với Nguyễn Trọng Mười về hành vi vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ. Sinh ra và lớn lên trong một gia đình thuần nông, từ bé đã chứng kiến được những khó khăn từ nghề trồng hạnh, còn gọi là tắc hoặc quất, của cha mẹ và gia đình. Một cậu học sinh tại thành phố Cần Thơ đã cùng nhóm bạn nghĩ ra sáng kiến biến công việc lựa hạnh trở nên nhàn hạ hơn thông qua chiếc máy lựa hạnh tự động nhận diện màu sắc. Với sản phẩm trí tuệ của mình, cậu học trò hiếu thảo thông minh này và nhóm bạn đã đạt liên tiếp 2 giải nhất trong cuộc thi sáng tạo khoa học kỹ thuật do thành phố Cần Thơ tổ chức. Các bạn ấy là ai? Mời quý vị cùng gặp gỡ ngay sau đây. Từ tháng 9 năm 2019, em Lê Quốc Cư đã ấp ủ sản phẩm máy lựa hạnh 2-trong-1, phân biệt theo màu sắc và kích thước. Sau 6 tháng kiên trì trải qua rất nhiều sai sót trong kỹ thuật, cuối cùng em và nhóm bạn học sinh Tô Hữu Bằng và Nguyễn Hồng Hải, học lớp 12A4 trường Trung học Cơ sở và Trung học Phổ thông Trường Xuân thuộc huyện Thới Lai, thành phố Cần Thơ, đã cho ra được thành phẩm.
Dạ thì nó phân loại hai loại một sắc hạnh. Thứ nhất là hạnh vàng thì nó phân loại ra và hạnh xanh nó sẽ được đưa xuống tầng tiếp theo. Và tầng tiếp theo chúng em phân loại là ba cái sắc hạnh. Thứ nhất là hạnh nhỏ, hạnh vừa và hạnh to. Và không những đó chúng em còn căn khối lượng của từng loại hạnh xanh và gửi tín hiệu cho điện thoại để chúng ta dễ dàng quan sát. Cấu tạo máy có 3 phần gồm điện chương trình, điện điều khiển và cơ khí. Phần thiết kế phân loại màu sắc dựa trên phần mềm Blackview kết nối một camera để lấy hình ảnh màu sắc trái. Các server tiếp nhận tín hiệu màu sắc sẽ tự động gạt phân loại hạnh xanh hoặc vàng ra từng ô riêng. Trung bình khoảng 1 phút, chiếc máy lừa được khoảng 20 trái, trọng lượng trái từ 25 gram đến 8 tiếng, là máy có thể lừa được khoảng từ 120 đến 140 kg. Phiên bản sắp tới mà các em nâng cấp sẽ cải thiện tốc độ lừa trái hơn hiện tại. À, cũng như một người một ngày vậy là mướn cỡ chừng 7-8 người, 90 người cắt hạnh vậy đó. Là vô là mình lựa cỡ 3-4 tiếng đồng hồ mới rồi một cái tấn, mốt tấn 2 hạnh đó. Mà như hồi có cái máy lựa hạnh tới giờ thì mình chiết được cái thời gian ra, mình không còn lựa tốn công nhiều như vậy nữa đâu, mình có thời gian mặn được chuyện khác nhiều hơn. Với ý tưởng độc đáo, chiếc máy này có thể thay người, làm cùng lúc 2 trong 1, vừa lựa chọn độ chính, vừa lựa chọn kích thước trái. Sáng chế này đang góp phần làm hạnh có giá và làm giảm đi công sức phải bỏ ra. Thưa quý vị, đây là những hình ảnh vô cùng độc đáo chỉ có ở miền Tây. Người miền Tây gọi là ghe hàng, có nghĩa là giống như là những cái tiệm tạp hóa mà chúng ta thường thấy trong cuộc sống hàng ngày trên bờ, chỉ khác là ở miền Tây, nó lại xuôi ngược trên những con sông mang hàng hóa đi khắp nơi. Tuy nhiên, ngày nay khi giao thông ở miền Tây đã hoàn thiện hơn, chợ mọc lên nhiều hơn, nên hình ảnh của những chiếc ghe hàng đang dần thưa đi và nó dần trở thành một phần trong ký ức trong tuổi thơ của một số người miền Tây, thưa quý vị. Tại vùng Đồng Tháp 10, đường xá vẫn còn khó khăn, kiểu buôn bán mang đặc thù của vùng sông nước xuất hiện, đó là những chiếc ghe hàng. Hồi đó thì cũng nghèo, cũng đi giăng lưới giăng đầu vậy đó, rồi thấy cũng có người ta mua bán gì nè, mình hỏi thăm người ta. Ta cũng nói thiệt với mình bán cũng được. Rồi về cũng hai chồng tính cũng hồi đó chiếc ghe nhỏ xíu à, rồi từ từ nó mới được chiếc ghe lớn gì. Hồi đó khoảng 5 năm về trước á là bán, hồi lúc mà máy cắt đồ chưa ra rồi bán cũng đỡ lắm. Lúc đó là dân ở tứ xứ người ta lợi vụ lúa tới đâu á, người ta lợi ta đóng trại rồi người ta cắt. Rồi mình bán theo mấy cái dân đó được nhiều lắm. Còn giờ nhà cửa thưa thớt rồi không có dân đó nữa, mình bán theo cũng như mấy chủ cũ vậy thôi à. Mấy chủ đất, ví dụ ai có đất ở đây thì bán được mấy người đó. Chứ còn giờ học khách lạ lại là không có nữa. Đi bán thì 3 giờ thức dậy lên bờ mua này kia kia nọ rồi 6 giờ, 5 giờ là mình chạy ra bán gì nè. Tại vì nó xa, người ta đi chợ đâu thuận tiện, trời giông mưa rồi đường đi đâu có đan gì đi đâu, bụng xình không à. Thành ra mấy người đó chỉ ở xa chợ, người ta chờ cái hàng mình ta mua thôi. Chứ gần gần chợ là người ta đi chợ chứ rồi. Nhà ở khu 3, mình đậu ở ngoài chợ, chợ khu 2. Nhiều khi về đám tiệc cũng nhớ mấy bà khách trong này, nhiều khi ghé vô bán rồi nói chơi, nói đồ này nọ qua lại vậy đó. Cũng vui vẻ, nhiều khi nghỉ nhà cũng buồn. Vui nhất là gặp khách hàng, cười giỡn. Nếu mà giờ lên bờ được mà được một cái sạp mà ở ngay chợ để mua bán được mà tốt không thì khả năng nó không có. Chứ mà cũng lên bờ thì nó khỏe hơn cái nghề nghiệp dưới sông rồi. Có một lúc nào đó cách buôn bán trên ghe sẽ mất đi, những người như anh Liêm, chị Lệ sẽ lên bờ sinh sống. Còn bây giờ những chiếc ghe hàng, một phần của đời sống người dân nơi đây, vẫn xuôi ngược khắp các con kênh ở vùng Đồng Tháp 10 với tiếng kèn trao hàng quen thuộc. Vì thời gian qua đã có rất nhiều vụ tai nạn đau lòng xảy ra ngay tại các đường ray tàu hỏa, xuất phát từ sự thiếu ý thức của người điều khiển phương tiện dẫn đến cái kết đau lòng. Thế nhưng nhiều người chẳng lấy làm sợ, thay vì chấp hành hiệu lệnh của nhân viên đường sắt, mới đây một tài xế taxi lại cố tình phớt lờ tín hiệu cảnh báo tàu hỏa đang đến gần. Hậu quả sẽ ra sao? Mời quý vị theo dõi tiếp diễn biến ngay sau đây. Sự việc xảy ra vào khoảng 7 giờ 20 phút sáng ngày 27 tháng 7. Tài xế chiếc taxi cố tình phớt lờ tín hiệu cảnh báo, hậu quả khiến chiếc xe bị mắc kẹt ở đường ray, không thể di chuyển. Nhận thấy tình hình vô cùng nguy hiểm, nhân viên đường sắt cùng nhiều người dân xung quanh đã rất nỗ lực phối hợp với tài xế để tìm cách đẩy chiếc xe taxi ra khỏi vị trí mắc kẹt. Phải rất cố gắng, nhân viên đường sắt cùng những người dân mới giải cứu thành công chiếc taxi.
Chưa đầy một phút sau đó, đoàn tàu chạy qua khiến tất cả mọi người không khỏi rùng mình. Cộng đồng mạng hiện đang lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh tượng vô cùng kinh hoàng vừa xảy ra tại tuyến đường ở tỉnh Gia Lai. Theo đó, một cô gái đang đi bộ qua khu vực này thì bất ngờ gặp họa. Chuyện gì đã xảy ra? Quý vị hãy cùng với chúng tôi theo dõi đoạn camera ngay sau đây nhé. Theo thông tin ban đầu, cô gái trong đoạn clip này quê Quảng Ngãi lên Gia Lai bán cà phê. Trên đường về nhà bà cô thì bất ngờ bức tường to lớn phía bên hông đổ ập xuống, đè hoàn toàn lên người cô gái. Tại hiện trường, gạch đá vỡ vụn, nạn nhân bất động, được người dân đưa đến bệnh viện đa khoa tỉnh Gia Lai cấp cứu. Danh tính nạn nhân được xác định là chị Trần Thị Thu Duyên, sinh năm 2000, ngụ tổ 4, phường Thắng Lợi, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai. Các bác sĩ chẩn đoán chị Duyên bị chấn thương khung chậu, chấn thương cột sống thắt lưng, gãy hai ngón chân và sang chấn đầu. Chụp ảnh ở những nơi nguy hiểm để làm kỷ niệm hay đăng lên mạng xã hội đang trở thành trào lưu được nhiều bạn trẻ yêu thích. Thế nhưng đằng sau những bức ảnh độc thu hút ngàn like là những nguy hiểm rình rập mà chỉ cần một phút sơ hở có thể phải đánh đổi bằng cả sức khỏe, thậm chí là cả tính mạng. Hôm 3 năm dạy 1 giờ, đừng để cảm xúc vui sướng nhất thời, những lời tung hô ảo trên mạng xã hội khiến cho bạn phải đặt mình vào hoàn cảnh nguy hiểm không đáng có. Trong câu chuyện ngày hôm nay thì Man cũng xin đề cập về trào lưu rất đáng báo động này. Đứng trên sân thượng hay đỉnh nhà cao tầng, leo lên thành cầu cao hàng chục mét, đứng treo veo trên vách đá, thậm chí là đứng giữa đường ray tàu hỏa hay xông thẳng ra giữa đường. Tất cả đổi lại là những bức hình đẹp, độc, khiến không ít người ngưỡng mộ. Để có được những bức ảnh độc đáo như thế này không phải là điều dễ dàng. Đòi hỏi người được chụp lẫn người chụp phải hết sức gan dạ, thậm chí là bất chấp những nguy hiểm tới tính mạng. Trên thương dưới thì nó giống như là mình có một chút gì đó phiêu lưu mạo hiểm, còn dưới lên trên thì tạo lên cái nét lạ cho cái bức ảnh. Người thích tạo ra mấy cái hit thôi. Những địa điểm chụp hình thì thường là mình sẽ chụp những lúc mà mình đi những cái nơi mới mẻ. Mình thấy thì một mặt nó là cũng chụp kiểu độc lạ, nhưng mà một mặt khác thì mình thấy đó thực sự đi kèm nó kèm với rủi ro rất là nhiều, tại vì nếu mà bạn không cẩn thận sơ sẩy thì bạn có thể bị thương hoặc là bị rớt xuống vực bất cứ lúc nào. Theo thống kê, từ năm 2011 đến năm 2017, có tổng cộng 259 vụ tai nạn chết người liên quan tới chụp hình mạo hiểm, chủ yếu độ tuổi từ 10 đến 29 tuổi. Đây là độ tuổi sử dụng mạng xã hội nhiều nhất. Điển hình vừa qua, vào ngày 4 tháng 8 năm 2018, hai người phụ nữ đến khu vực suối Nước Vàng, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên để chụp hình, nhưng không may bị trượt chân xuống suối khiến cả hai tử vong ngay sau đó. Còn đây là đoạn clip nam thanh niên đã tử vong sau khi trượt chân ngã xuống thác nước cao 51,8m ở miền Nam Ấn Độ, chỉ vì nghe lời bạn tìm góc chụp hình đẹp, ấn tượng để câu like. Chẳng hạn như chụp ở trên thành cầu hay là vách núi thì tại những cái rủi ro đó mình không thể tránh được đó, nên là khi lỡ như thành cầu nó bị rớt hay là sao đó thì mình tính mạng của mình bị đe dọa đầu tiên. Chỗ những ngôi nhà cao hoặc những vách núi đó cũng là một kiểu chụp hình rất là độc đáo. Đôi khi thì mình tìm những chỗ an toàn hơn là những chỗ nguy hiểm. Một cái trào lưu hiện nay của các bạn trẻ Việt Nam của chúng ta theo một cái tâm lý gọi là bắt chước. Cái thứ hai là tâm lý a-dua và không nghĩ tới cái hậu quả sâu xa. Thật ra thì nếu như bạn nghĩ sâu xa được, bạn dám làm, dám chịu thì không sao. Chỉ tiếc cho những cái trường hợp là các bạn ấy không nghĩ đến nơi đến chốn. Vào những ngày cuối tuần không khó để bắt gặp những cặp đôi chụp ảnh cưới ở các tuyến đường ngay trung tâm thành phố. Để có được hậu cảnh đẹp, cả người mẫu lẫn nhiếp ảnh gia vô tư lao ra làn đường cho xe cơ giới bất chấp nguy hiểm. Đáng nói hơn, nhiều cô dâu chú rể còn vượt rào để tạo được dáng trên mỏm núi, vách đá, hồ nước sâu nguy hiểm như thế này. Chỉ một phút sơ ý hoặc không may trượt ngã, rất có thể những hình ảnh này sẽ trở thành khoảnh khắc cuối cùng trong cuộc đời của họ. Tức là khi mình tham gia vào một trò mạo hiểm thì mình phải có những biện pháp phòng ngự để đảm bảo sự an toàn cho mình, thì các bạn ấy lại không nghĩ tới chuyện đó và cứ đi đưa mình vào những cái tình huống rất là nguy hiểm, nên mới xảy ra những cái tình huống đáng tiếc. Bất chấp cái tính mạng của mình, bất chấp cái sự an nguy của mình cho một cái thú vui, một cái trò chơi, cảm thấy nó không đáng thế nào. Sở hữu một bức ảnh độc đáo ấn tượng để khoe với bạn bè hay đơn giản chỉ để khẳng định bản thân là nhu cầu chính đáng của mọi người. Thế nhưng để đạt được mục đích đến cùng mà tự đặt bản thân và những người xung quanh vào nguy hiểm là điều không chính đáng. Chính vì thế, trước khi thực hiện bất cứ bộ ảnh hay bức ảnh nào có tính chất nguy hiểm,
người chụp lẫn người được chụp nên suy nghĩ thật kỹ cũng như trang bị những thiết bị an toàn cần có. Có như vậy, những tai nạn đáng tiếc trong quá trình chụp ảnh như thế này mới không xảy ra. Và đến đây thì thời lượng dành cho bản tin nóng 24 giờ của Đài Phát thanh và Truyền hình Long An cũng đã hết. Chúc quý vị nhiều sức khỏe và bình an. Xin cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.